Chiều nay, Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Đợt này, Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Nguyên đang sinh hoạt tại chi bộ phòng chuyên đề. Việc trao tặng huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận tôn vinh đảng viên đã có quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến không ngừng cho mục tiêu lý tưởng của Đảng. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An Lê Hồng Phước chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lê Văn Nguyên, đồng thời mong muốn với bề dày kinh nghiệm, đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển báo chí cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.